Cuộc sống bình yên của Lebella bên chồng phó đạo diễn. Nữ diễn viên chọn cuộc sống yên bình, không ồn ào, chỉ lo làm nghề và chăm chồng con. Diễn viên Lebella và phó đạo diễn Hải Thanh, tên thật là Hoài Thanh, đám cưới năm 2012. Khi đó Lebella 25 tuổi, còn ông xã hơn cô 4 tuổi. Cặp đôi từng là oan gia trong đoàn phim Vì Bella Thì Thẳng Như Ruột Ngựa, còn Hải Thanh lại rất nóng tính. Cặp đôi có nhiều cuộc khẩu chiến ở phim trường Cổng Mặt Trời. Đến một ngày sau buổi tiệc, Bella uống hơi nhiều nên bị say. Hải Thanh là người ở lại chăm sóc cô. Từ đó cặp đôi dần có tình cảm với nhau. Lebella là cái tên rất đại chúng với số đông khán giả. Diễn viên quê Đắk Lắk xuất hiện liên tục trong nhiều phim truyền hình như Cổng Mặt Trời, Ở Lại Trần Gian, Cuộc Gọi Lúc Không Giờ, Duyên Nợ Miền Tây, Dấu Chân Du Mục và hàng loạt phim lẫn vở kịch khác. Cô thẳng thắn, rất dễ dàng chia sẻ chuyện công việc, nhưng về đời tư thì khó khai thác. Chỉ đến khi cô và Hải Thanh đã gạo nấu thành cơm, cô mới thoải mái nói về mối tình của hai người. Lấy chồng sớm, Lebella không thấy đó là sự lựa chọn sai lầm, bởi ở bên cạnh Hải Thanh, Bella yên tâm phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô là một trong những nữ diễn viên có tần suất xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình. Hầu hết các vai của Bella đều cá tính như chính con người của cô ngoài đời, nên được khán giả yêu mến. Vợ chồng Bella, Hải Thanh đều thích cuộc sống yên bình, không ồn ào. Họ ít xuất hiện tại sự kiện, trừ khi đó là những buổi lễ trao giải thưởng mà Bella nằm trong đề cử. Cặp đôi tập trung làm nghề, thời gian rảnh thì chăm lo cho quán cà phê mang tên nữ diễn viên. Hải Thanh, Lebella đã có con trai đầu lòng gần 1 tuổi. Sau sinh vài tháng, Lebella đã trở lại với phim trường và sân khấu. Nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp, mặn mà và diễn xuất cũng có chiều sâu hơn. Thank you.